Khánh Thư. Một ngày bận rộn thì 8 tiếng trôi qua nhanh quá. Tối nay em có bận gì không? Dạ em có. Em không cần phải giải thích đâu, em cứ lo công việc của mình đi. Dạ. Em qua đi. Bận rồi. Không đi được. Anh nói nghe nè, ai rủ đi đâu, lên anh hỏi chuyện chút. Có chuyện gì đây? Lên xe đi đã. Sao? Sao vậy? Lúc nãy giám đốc mình mới hỏi tôi tối nay có rảnh không. Tôi nói tôi bận, bây giờ tôi lên xe với cậu. Chắc là anh nghĩ tôi đang nói dối. Dối trá gì? Em với anh ta có là gì đâu, ai cũng có quyền riêng tư của mình chứ. Em đừng nặng nề quá. Nhưng mà nếu anh ta thích em thiệt, em lên xe của anh rồi chắc là anh tức lắm hả? Cậu mà cậu gọi tôi lên đây có chuyện gì không? Hỏi gì ta? Phòng em đang ở bao nhiêu một tháng? 2.800.000. 2.800.000 trọng không? Sao tự nhiên cậu lại quan tâm tới chuyện đó? Em ngộ quá. Anh hỏi cái gì em trả lời cái đó đi, hay hỏi ngược quá. Cậu nghĩ 2.800.000 thì có rộng hay không? Chừng 12 mét vuông. Gì? 12 mét vuông hả? Sao ở? Như vậy là sang lắm rồi đó. Có những nơi họ ở 2-3 người trong một phòng lận đó. Nhỏ hơn toilet của tôi nữa. Nè, cậu quan tâm chuyện đó để làm gì? Thì em sống ở đó có ổn không? Nó ổn thì ổn, nó không ổn thì là không ổn. Ở đó sẽ được ồn ào, sẽ được phức tạp, sẽ được khuyến mãi đủ thứ khác nữa mà tạm thời tôi không nhớ ra. Thú vị vậy à? Thú vị hả? Nếu thú vị á thì cậu vào ở thử đi. Còn tôi đang cố gắng để thoát khỏi nơi đó. Ok, xong rồi. Cảm ơn nha. Bận gì thì đi.